Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay kéo dài tới 5 ngày. Đông đảo người dân và du khách đã lựa chọn tìm về thành phố Đà Lạt, nghỉ ngơi, vui chơi, thưởng lãm không gian, cảnh quan tươi đẹp, tham dự các hoạt động văn hóa và thưởng thức các dịch vụ ở thành phố ngàn hoa thơ mộng. Khép lại kỳ nghỉ dài ngày, Đà Lạt đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách gần xa. Khí hậu ôn hòa mát mẻ, con người thân thiện, nhiều điểm đến hấp dẫn là thiên đường của các loại hoa. Dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, Đà Lạt vẫn là một trong những ưu tiên lựa chọn của du khách gần xa. Hàng trăm ngàn người đã tìm về thành phố mộng mơ để tận hưởng kỳ nghỉ. Ở khu vực nội thành, các địa điểm như khu Hòa Bình, vườn hoa thành phố, thung lũng Tình Yêu, quảng trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương, v.v. Đông đảo người dân và du khách tìm tới tham quan, vui chơi giải trí. Mọi người đều hết sức vui vẻ và hài lòng khi tới Đà Lạt vào những ngày này. Thì từ thành phố Hồ Chí Minh lên đây, nhưng mà với cái cảnh quan của Đà Lạt thì rất là đẹp, mát mẻ, khí hậu rất dễ chịu. Thứ nhất là thứ hai nữa là con người ở đây rất thân thiện và gần gũi. Đường xá thì sạch sẽ này, rồi cây cối thì bóng mát rất là rộng đẹp, cây xanh rất là nhiều, khí hậu là mát mẻ và có những cái hồ giống như hồ Xuân Hương ấy. Là rất là thơ mộng, giá cả khách sạn thì ở cũng tốt. Không khí rất là đông vui và náo nhiệt, với lại giá cả thì mọi thứ vẫn như vậy, không có hơn mà nó bình dân anh. Con người ở đây thì rất là thân thiện, với lại không khí rất là vui vẻ. Cùng với khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, các điểm du lịch ngoại thành như khu du lịch Thác Ren, Cao Nguyên Hoa, Nông Trại Cún, Cáp Treo, đặc biệt là những điểm mới như Hoa Trong Sừng, Làng Cơ Ho cũng được du khách ưu tiên lựa chọn tham quan. Nhờ được đầu tư xây dựng khang trang bài bản, cảnh quan trang hoàng rực rỡ, những điểm đến ngoại thành tạo được nhiều ấn tượng đối với du khách. Mọi người rất hào hứng và vui vẻ khi được trải nghiệm không gian, cảnh quan tươi đẹp của thành phố Đà Lạt. Thấy dịch vụ đa dạng nhưng mà rất là tốt, sạch sẽ, thế nhưng là yên tâm. Cảnh quan thì chỉ mới đến đây thôi, nhưng mà thấy hoa đẹp nè, cảnh thì nó rất là yên tĩnh đó, để nghỉ dưỡng đồ đẹp đẽ lắm. Ngoài tham thú cảnh quan, thưởng lãm không gian tươi đẹp, tới Đà Lạt vào dịp lễ năm nay, người dân và du khách còn được tham gia phố đi bộ ở khu Hòa Bình, được hòa mình vào không khí náo nhiệt sôi động, hấp dẫn của chuỗi hoạt động văn hóa văn nghệ tiêu biểu như đêm biểu diễn âm nhạc, chương trình Đà Lạt Best Dance Grill 2024, Hoa Sen Home International Group, v.v. đã để lại những ấn tượng khó quên cho du khách trong những ngày nghỉ lễ. Đến với Đà Lạt, du khách cũng được thưởng thức nhiều món ẩm thực khác nhau của xứ sở sương mù. Ở một vài điểm, dịch vụ ăn uống có cao hơn ngày thường, tuy nhiên nhìn chung mọi người đều khá hài lòng cả về chất lượng cũng như giá cả. Chị thấy cũng bình thường, tương đối cũng rẻ đó. Giá tiền thì cũng giống như trên thành phố thôi, cũng rẻ mà. Năm nay dù lượng du khách tới Đà Lạt khá đông, tuy nhiên hệ thống dịch vụ lưu trú được đảm bảo. Dịp lễ này, theo ghi nhận bước đầu, các cơ sở lưu trú, khách sạn hoạt động khoảng từ 70-80% công suất. Tất cả du khách tới Đà Lạt dịp lễ này đều dễ dàng tìm được chỗ nghỉ ngơi thoải mái. Các chủ khách sạn, nhà nghỉ, homestay cũng chú trọng nhiều tới chất lượng dịch vụ, phòng ốc sạch sẽ. Và quan trọng nhất là duy trì mặt bằng giá ở mức vừa phải, chỉ tăng từ 10-30% so với ngày thường. Trong những cái ngày này thì thường là những người mà người ta làm cái dịch vụ du lịch, người ta rất là chăm chút cái home của mình, cái khách sạn của mình cũng như những cái resort của mình thật là tươm tất nhất, để mà trong một cái tâm thế là đón du khách, để cho du khách đến ở người ta cảm nhận một cái sự thân thiện, một cái sự hài lòng nhất về khi người ta đến với cái thành phố Hoa này. Để người dân và du khách có kỳ nghỉ lễ an toàn, vui vẻ, Công an thành phố Đà Lạt đã huy động 100% quân số để điều tiết, phân luồng, đảm bảo hoạt động giao thông, không để xảy ra tai nạn, va chạm giao thông, không để ùn tắc giao thông kéo dài xảy ra trên địa bàn thành phố. An ninh trật tự được đảm bảo, không xảy ra các vấn đề mất an toàn xã hội như các thông tin thất thiệt trên mạng xã hội. Mọi người đến Đà Lạt đều hết sức yên tâm tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Mọi người đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ và mong muốn sẽ tiếp tục còn nhiều lần ghé thăm thành phố thơ mộng, ngàn hoa. Đi đường cũng dễ lắm, đi không có bị kẹt xe mà cũng thuận lợi, không có gì trắc trở cả. Cái tình hình giao thông trật tự ở đây rất là an toàn, mà rất là vui chơi, rất là có nề nếp, không có chặt chém hay là hoặc bất cứ gì. Ăn ẩm thực thì cũng đúng giá, ăn rất là ngon,
Nói chung ra toàn tất cả ở cái khu Đà Lạt này bây giờ cũng đâu này nết vào đó, không có phải là Lusabu, chứ lại phần cũng là cảnh không cảnh cũng rất là đẹp, thiên nhiên với lại mát thoáng trong lành cho những người đi du lịch tới đây để tìm lại sức khỏe sau một ngày lao động. Đến sáng nay 1 tháng 5, nhiều du khách đã rời Đà Lạt sau kỳ nghỉ kéo dài. Tuy nhiên, tại một số điểm du lịch khu vực nội thành vẫn ghi nhận một lượng du khách tiếp tục tìm tới tham quan ngắm cảnh. Ngành du lịch Lâm Đồng cho biết, năm ngày lễ có khoảng 200.000 lượt khách đến Đà Lạt Lâm Đồng. An ninh trật tự được đảm bảo, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ, dịch vụ vui chơi giải trí ngày càng phong phú, đa dạng và hoàn thiện. Công tác quản lý các loại hình dịch vụ du lịch được thực hiện hiệu quả. Tất cả đã giúp người dân và du khách có kỳ nghỉ an toàn, vui vẻ khi đến với thành phố Đà Lạt mộng mơ.